Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tiến tuần, trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như các anh chị em cũng đã quá quen thuộc rồi, một tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin video được up lên ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và trong tuần vừa qua thì trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 8 à, tại thời điểm khoảng tầm 10 giờ thì cũng có up thêm một cái video phụ Uh, phân tích các nhóm ngành chứng khoán ở trên trạc kỹ thuật ngày với uh, tâm điểm là các mã cổ phiếu ví dụ VCA, FTS và CTS với vai trò <laughs> dẫn dắt của nhóm ngành chứng khoán trong trong uh, trong cái nhịp phục hồi T cộng của thị trường ấy chị nhá và chúng ta có thể xem lại bản tin này và đồng thời thì uh, hàng ngày uh, mỗi khi chúng ta kết thúc một phiên giao dịch thì cũng có một cái bản tin để chúng ta phân tích bộ ba tham độ chung của thị trường gồm chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì được up lên trên kênh Hùng Lê Chứng Khoán và à, với những cái bản tin như vậy thì sẽ giúp cho anh HM chị em ở nhà đầu tư của chúng ta sẽ có thêm à, cái sự cập nhật về mặt xu hướng kỹ thuật à, của thị trường để chúng ta nắm được là à như vậy thì thị trường của chúng ta đang ở cái thiên hướng tích cực hay là thương thiên, thiên hướng tiêu cực và À, chúng ta sẽ nắm được các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật và tại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ à, xem thử xem à, các cái ý đồ tạo lập của thị trường sẽ như thế nào Thì đó là hai à, cái kênh chính à, mà các anh chị có thể theo dõi à, trong quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư Thế thì à, <laughs> bản tin tuần này thì cũng như vậy thôi Tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 năm 2024 à, phần 1 chúng ta sẽ view của ba tham dự chung của thị trường ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng. Ở trong đó thì tập trung phân tích một số các nhóm ngành, nhóm ngành cổ phiếu trụ, nhóm ngành cổ phiếu bất động sản công nghiệp, nhóm thép, <laughs> bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Còn thời gian thì chúng ta có thể bổ sung thêm một số các cái mã cổ phiếu khác. Ở tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì tất cả các cái nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân đồng Lê, vì vậy nhà đầu tư và anh chị em sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng. Chúng ta cần tìm hiểu đúng không ạ à, chúng ta cần tìm hiểu và chúng ta cần à, đọc và thu thập nhiều nguồn thông tin để làm sao đó chúng ta tổng hợp lại à, đúng không anh chị để chúng ta tổng hợp lại để có được à, những cái view những cái góc nhìn tốt nhất và tối ưu nhất ở trên thị trường và trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung phân tích tuần này thì cũng có ba cái điểm nhấn để gửi đến các anh chị em cộng đồng nhà đầu tư cái điểm nhấn thứ nhất đó là các anh chị lưu ý ở trong thời điểm hiện tại đúng không ạ trong thời điểm hiện tại thì à, tin tức là một trong những cái yếu tố mà chúng ta khó để phân tích nhất đúng không ạ và yếu tố về địa chính trị tại trung đông thì nhung đã có phân tích cho các anh chị rồi nó sẽ khó để mà xảy ra chiến tranh bởi vì sao bởi vì thứ nhất là thằng israel nó là bố của thằng 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 thằng, thằng mẽo rồi thì làm sao mà 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 thằng nào nó dám động vào cái thứ hai nữa là iran tiềm lực đâu các anh chị cấm vận bao nhiêu năm như thế không có tiềm lực và các anh chị thấy là bốn cái ông mà đối đầu với Israel thì ví dụ như ở giải Gara Hamas là bây giờ coi như tiêu, tiêu gọi là hoang tàn rồi đúng không ạ? Rồi, sau đó thì lại đến cái thằng gì Hebola. Hebola ở Liban, biết gì đấy thì được có mấy cái nhóm phiến quân thì thỉnh thoảng làm đôi quả rocket cho nó vui. Đúng không ạ? Rồi xong đến anh em Houthi thì nó sát ở ngoài này thì khả năng anh em Houthi thì cũng chỉ ờ uh, lằng ngoằng vài cái tên lửa bắn lên ở trên chỗ biển Đỏ mấy cái tàu bè qua lại hết. À thế cuối cùng là anh cả Iran thì các anh chị nhìn thấy là cái sự cấm vận bao nhiêu năm kinh tế thì tồi tàn đúng không ạ? Có phát triển được kinh tế đâu. Rồi đất nước có cái gì đâu, có cái tiềm lực gì đâu để mà chiến đấu mặc dù là chúng ta so sánh cái diện tích đất các anh chị. À diện tích đất của Israel bé tí thế bé tẹo so với cái diện tích của Iran thì các anh chị có thể xem là Iran nó có diện tích gấp 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 bao nhiêu nhiêu lần đúng không ạ? Nhưng mà do cái cái sự đoàn kết, cái sự đồng lòng của các cái dân tộc ở đó nó khó để mà có một cái cuộc gọi là chiến tranh à, tiếp theo ở Trung Đông đó cho nên là cái 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 tin tức đó thì theo quan điểm cá nhân của hùng thì khả năng nó chỉ là những cái tin tức ban đầu thôi, nó cho vui thôi, đó, cứ dọa thế này dọa thế kia nhưng tất cả những cái đó nó nó chỉ gọi là 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 nền thôi, làm nền thôi, làm màu thôi chứ không có đó. Thế còn uh, vẫn là ở châu Âu thôi, uh, giữa Ukraine và nga thì cái đó thì nó mới là thực sự mới là một cuộc chiến ở đó. <laughs> thế còn tình hình các cái tin tức liên quan đến chỉ số dow jones về tình hình thất nghiệp hay là suy thoái về lãi suất phép vân vân và vân vân thì tất cả những cái nội dung đó thì nó phản ánh qua cái 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 chỉ báo kỹ thuật rồi và chúng ta sẽ phân tích thêm phần thứ nhất đó là về phần tin tức và trong nước thì chúng ta cũng có những cái tin tức ví dụ như là có thể là sẽ có những cái cuộc thanh tra kiểm tra một số các cái ngành các cái đơn vị đó thì đó nó sẽ có những cái tác động thế cái phần thứ hai là phần thứ nhất phần thứ hai đó là phần nội tại thị trường Thế thì sau một cái nhịp mà thị trường chúng ta chỉnh cung tương đối rát và các anh chị cũng đã nhìn thấy những cái phiên mà giảm tầm 40 điểm. Đó là những cái phiên mà thị trường đã quét côn mặt zin. Các anh chị thị trường đã quét côn mặt zin. Và sau những nhịp quét côn mặt zin đó thì như vậy là gì? À, khả năng là thị trường của chúng ta cũng bắt đầu có giải phóng cái sức mua. Và Hùng nhận diện thấy là gì? À, nhóm ngành mic cap và nhóm ngành la cap về vùng hỗ trợ mạnh. Đó là mẫu chốt vấn đề và khi hai cái trường phái này các anh chị khi hai trường phái này về vùng hỗ trợ mạnh thì nó tích lũy và trong trường hợp nó tích lũy thành công thì sẽ có một cái sóng hồi không phải là sóng hồi T cộng mà nó có thể tăng từ 2 đến 3 tuần thậm chí cả tháng. Các anh chị lưu ý nhá, lưu ý ở cái điểm này. Thì hiện tại là nhóm ngành mỹ cáp và la cáp về vùng hỗ trợ mạnh. Đấy. Cùng thêm đó thì chúng ta nhìn thấy là xu hướng dòng tiền thông minh ở trên thị trường À trong các phiên giao dịch gần đây và đặc biệt trong phiên giao dịch ngày 7 ngày 8 ngày 19 thì mình nhận diện thấy là dòng tiền chờ mua tăng khá là tích cực và hiện tại thì cũng đang chuyển hóa một phần, một phần anh chị nhá, chưa chưa có những cái phiên bùng nổ theo nào mà nó đang chuyển hóa một phần ở một số các cái nhóm ngành, đúng không anh chị? Ở một số các cái nhóm ngành là gì? Nó bắt đầu có cái sự chuyển hóa dần. Đó, nó bắt đầu có sự chuyển hóa dần à, tích cực để giúp cho à, thị trường chúng ta có à cái sự phục hồi và đặc biệt là trong phiên giao dịch kết tuần thì như vậy chỉ số vn của chúng ta cũng đã phục hồi trên 15 lăm điểm à, rất là tích cực đúng không ạ và với cái cách vận hành như vậy và với cái cách mà thị trường của chúng ta đang có ở đây thì như vậy là gì à, cái 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 lòng thị trường ấy chị à chúng ta cần phải có những cái nhóm trụ lực đó, đầu tiên là cổ phiếu ngành trụ đúng không ạ sau đó tiếp đến phải là nhóm ngành chứng khoán tiếp theo phải là nhóm ngành banh và sau nữa cùng nữa đó chính là nhóm ngành bất động sản dân cư và bốn cái, cái cái dòng trụ lực đó thì ít nhất là à, khi chúng ta nhìn thấy thị trường hoặc là cái dòng tiền nó được kích hoạt vào bốn cái nhóm này đó thì như vậy là gì à, chúng ta sẽ yên tâm để chúng ta có thể à, kỳ vọng một cái xu hướng phục hồi của thị trường vào trong thời điểm ngắn hạn rồi và phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu ở nội dung chính của bản tin tuần này chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 5 đến ngày 9 và chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích khá là kỹ lưỡng Đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày năm ở khi mở cửa vào phiên tuần mới thì chúng ta cũng đã có sự báo những cái điểm mà gì ở chỉ số VN Index chúng ta có những gáp tăng ngay từ đầu phiên À, tuy nhiên trên thực tế thì vào phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số VNI của chúng ta trả hết khác của cái cây nến giờ tăng trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 đúng không ạ và có một mức giảm khá là mạnh và đây chính là phiên mà thị trường chúng ta đã quét mặt xin à, đã quét mặt xin và đã bị một số rất rất nhiều các tài khoản đã bị cô mặt xin bởi vì nó đã có chịu những cái tác động từ trước đó đúng không anh chị và thị trường chúng ta tiếp tục à, lùi về vùng ở 1180 đến vùng 185 và tại đây thì như vậy là chỉ số VNI của chúng ta cũng đã bắt đầu có cái sự phục hồi. Và quá trình phục hồi đó thì chúng ta có 3 phiên, phiên giao dịch ngày 7, ngày 8, ngày 9, chúng ta có sự kiến các vùng test cung tích lũy ở vùng 1205, 1200, 1195. Thì về cơ bản là gì? Về cơ bản là chúng ta nhìn thấy là ba phiên test tích lũy của thị trường tương đối tích cực và thành công và đặc biệt trong phiên giao dịch của ngày hôm qua, ngày 8 tháng 8 chỉ số VNi của chúng ta có thời điểm thủng qua vùng 1205 năm nhưng mà nó rút chân lên vẫn soát được vùng 120 và trong phiên giao dịch của ngày hôm nay chính là ngày 9 tháng 8 như chúng ta đã, gọi là phân tích ở đây đúng không ạ dự kiến thì chỉ số VNi của chúng ta sẽ có gắt tăng lên khoảng quanh vùng 1213 và sau đó nó sẽ tiếp tục đi chỉnh cung lấp gáp và các cái điểm lấp mục tiêu thì vẫn như vậy thôi nó sẽ ở khoảng quanh những cái vùng một hai không năm một hai không không ở đây đúng không anh chị À, và các anh chị nhìn thấy là sau gáp tăng đấy có gáp tăng luôn và sau gáp tăng đó thì chúng ta nhìn thấy là chỉ số VNI của chúng ta lấp khá là đẹp và nó lấp ở trên vùng 1210 hai cây nến giờ phục hồi ở trong phiên chiều là hai cây nến giờ tương đối quan trọng các anh chị tương đối quan trọng bởi vì hai cây nến giờ này phục hồi thì nó sẽ giúp cho cái đà hưng phấn của thị trường giúp cho thị trường của chúng ta có vốn để trả cung các anh chị có vốn để trả cung và chỉ số Dow Jones thì trong phiên giao dịch tối ngày hôm qua cũng đã có sự phục hồi khá là tích cực Và khả năng trong phiên tối ngày hôm nay chúng ta kỳ vọng tiếp tục Dow Jones kết tuần Với một lực tăng tốt để giúp cho uh, chỉ số VNI chúng ta sẽ có đà uh, tạo gáp lên Ở khoảng quanh vùng 1228 đến vùng 1230 Và sau đó thì uh, điều gì nó sẽ xảy ra Đó là chỉ số VNI chúng ta kỳ vọng test lại ở vùng 1210 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 1205 và các anh chị nhìn lại chúng ta quay lại xu hướng thị trường ở những phiên giao dịch ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8 ở đây thì chúng ta có nói đến vùng 1210. Thì ở bên này cũng như vậy, sau cái điểm nó bứt thoát qua có thể nó sẽ tạo đà hưng phấn và sau đó thì ờ chúng ta sẽ cần thị trường xây lại test tích lũy thành công ở quanh vùng 1205 đến vùng 1210. Test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu ờ trước mắt thì chúng ta tiếp tục đẩy lên vùng 120 và sau đó à, các anh chị nhá và sau đó chúng ta sẽ hướng đến vùng 1235 đến vùng 1240 thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay về cơ bản là chỉ số VNI của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu ở vùng 1220 đến vùng 1225 đó test tích lũy trở lại và à, thành công ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 1235 đến khoảng quanh vùng 1240 Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 thì nó cũng tương tự thôi. Ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai chúng ta có dự kiến là VN30 sẽ tiếp cái đà tăng à, ờ, Tuy nhiên trên thực tế thì nó không tiếp được cái đà tăng và nó trả gáp luôn ở cây nến giờ đầu phiên và nó tiếp tục test về vùng 1253 cho đến uh, cho đến gọi là cây nến uh, đóng phiên sáng thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta thủng ở vùng 1253. Và khi vùng 1253 bị thủng rồi thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ có tiếp cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở vùng 1225 đến vùng 1230. Đó, và tại đây thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta cũng đã test tích lũy thành công và bắt đầu có sự phục hồi thì cái quá trình phục hồi này thì chúng ta bắt đầu xây lên ở uh, những cái target kỹ thuật đầu tiên ví dụ như vùng 1260 sau đó thì chúng ta đang hướng tiếp tục hướng đến vùng 1270 điểm ở đây thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay chúng ta dự báo gáp tăng ngay từ đầu phiên lên vùng 1253 ok các anh chị ba cây nến giờ trong phiên sáng uh, chỉ số vn30 chúng ta có gáp tăng lên quanh vùng 1253 1255 và sau đó thì nó bắt đầu chỉnh cung lắp gáp và các cái điểm chỉnh cung à, lấp của chỉ số VN30 phiên giao dịch ngày hôm nay tương đối khỏe tức là nó lấp được ở trên vùng 1240 đến vùng 1245 anh chị và à, thậm chí là nó chỉ xí soát ở khoảng quanh vùng 1249 1250 thôi hai cây đến giờ kết thúc phiên chiều cũng là hai à, cái giờ quan trọng cái chị rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thêm những cái dữ địa hoặc là cho có thêm những cái động lượng ở tuần giao dịch tiếp theo và với đài hiện tại thì chúng ta dự báo điều gì à, chỉ số vn30 chúng ta tiếp tục sẽ có gấp tăng về khoảng quanh vùng 1270 rồi sau đó, à rồi sau đó thì chúng ta quay lại ở đây, đó chúng ta có một cái vùng 1253, 1255. Các anh chị 1253, 1255 thì như vậy tuần tới cái anh chị chúng ta sẽ có vùng 1250, 1253 và vùng 1255 đây. Kỳ vọng chỉ số VN30 chúng ta test cung trả gáp thành công vùng này. Lực cầu quay trở lại và thị trường của chúng ta có nhóm ngành chủ lực nhóm ngành chủ lực là những nhóm ngành nào thì cũng đã có nói ngay từ đầu bản tin đó chính là banh đó chính là chứng khoán đó là bất động sản dân cư đó là nhóm các bác cổ phiếu trụ đúng không ạ à, test thành công của vùng này à, thì hướng đến vùng một hai và à, dự kiến ở trong tuần tới thì cũng uh, sẽ nâng tiếp cái target kỹ thuật của thị trường lên ở vùng một đến khoảng quanh vùng một nghìn điểm và bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phá sinh ở trên trạc kỹ thuật M5 thì đối với phá sinh thì chúng ta phân tích ở trên trạc kỹ thuật M5 bởi vì cái sự biến động của phá sinh nó cũng là tương đối là nhanh đúng không ạ? Thì đối với chỉ số phá sinh thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi đúng không ạ? Dự kiến phiên giao dịch của ngày 5 thì chúng ta có gáp tăng nhẹ lên vùng 1280 và sau đó nó sẽ lần lượt nó sẽ đi lấp cáp. cái chị và nó sẽ lấp ở đây này, ở ví dụ như vùng 1200 53 đến vùng 1260 này thủng cái vùng này thì như vậy là chúng ta tiếp tục à, hướng đến vùng 1235 đến vùng 1240 mươi à, vùng 1235 1240 có thời điểm nó thủng nhưng mà về cơ bản thì trong tuần vừa qua chỉ số phá sinh của chúng ta đỡ được ở trên vùng 1235 tích cực và từ cái vùng này thì cũng lại tiếp tục à, có những cái điểm phân tích lại đúng không ạ khi mà đỡ được vùng này rồi thì cái vùng 1253 đến vùng 1260 sẽ trở thành vùng cản và các anh chị nhìn thấy cản đây test lại này rồi chạm cản test lại này thậm chí trong phiên ngày hôm nay đúng không ạ nó chạm tiếp tục chạm đến vùng một nghìn hai một hai năm ba đó ở phiên ngày hôm nay nó tiếp tục tặng, chạm đến vùng 1253 và tiếp tục nó test lại đây trước khi mà nó có sự phục hồi và phiên ngày hôm nay thì khá là đẹp khi mà chỉ số phá sinh chúng ta à, hoàn thành hoàn thành target mục tiêu ở vùng 1260 và đóng cửa mắc à, có thời điểm lên đến vùng 1265 và đóng cửa thì cũng suy soát ở quanh vùng 1265 đây là một phiên À, giao dịch tích cực của chỉ số phá sinh và với động thái hiện tại như này thì chúng ta kỳ vọng điều gì phá sinh sẽ tiếp tục có những cái gáp tăng dự kiến về khoảng quanh vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1272 tức là nó sẽ có các cái điểm kéo à, điểm kéo lên đến đây có thể là nó kéo cây đến giờ đầu phiên hoặc là nó ở trong phiên ở trong phiên nó sẽ kéo lên đây rồi sau những cái điểm kéo đó thì như vậy là chúng ta kỳ vọng điều gì phá sinh sẽ tiếp tục test lại và ba cái điểm rất quan trọng 1253 1255 1260 trong trường hợp nếu như chủ chỉ số phá chính của chúng ta test được ở trên vùng này thì xác suất xác suất thị trường của chúng ta kết thúc nhịp chỉnh cung kết thúc nhịp test đáy bắt đầu phục hồi và bắt đầu quay trở lại tăng các anh chị nha thì à, bây giờ chúng ta nhìn qua sơ bộ một chút xíu ở trên chạc cái tuần ngày à, của chỉ số vn 50 thì như hùng đã có phân tích ở đây sau một phiên giảm mạnh chúng ta sẽ cần 4 phiên giao dịch để diện chúng ta xác lập xu hướng bốn phiên giao dịch các anh chị nhé và đối với chỉ số VN30 thì như chúng ta cũng đã phân tích ở cái vùng 1240 đúng không ạ? Nó sẽ test lại và hiện tại thì như vậy là cây nến kết thúc của phiên ngày hôm nay. Thì VN30 chúng ta chưa vượt qua được vùng 1265 nhưng đã tiệm cận đến vùng này. Thì có thể là tuần tới nó sẽ có cái đà hưng phấn thì nó thể kéo nhẹ nhẹ lên ở đây. Đó là khoảng quanh vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1271 ở đây. Đúng không ạ? Rồi nó sẽ có các cái điểm test lại test lại các anh chị test lại đây nó phải xây thêm một vài nhịp ở đây nữa rồi test xây thành công thì như vậy là à chúng ta sẽ bắt đầu dần dần hình thành ở à, các cái điểm à các cái điểm hồi ở đây thì đối với chỉ số vn30 các anh chị lưu ý ở khoảng quanh vùng 1245 đến khoảng quanh 1250 ở trong tuần mới đúng không ạ còn đối với chỉ số phá sinh thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi sau một cây nến giảm mạnh chúng ta cần bốn cây nến, 3 đến 4 cây nến. Và phiên ngày hôm nay chính là một phiên mà gì? À, chỉ số phái sinh xác lập xu hướng quay trở lại tăng điểm. Sau các điểm test kỹ thuật ở vùng 1233, 1235 và vùng 1240. Các anh chị, và cây nến của phái sinh ngày hôm nay thì như vậy là phái sinh của chúng ta vượt qua được cái vùng 1255 đến vùng 1260. Đó, à, đây là một cái cây nến hammer với lực đóng nến gần như cao nhất phiên. Như vậy xét về kỹ thuật là tích cực, tín hiệu đường RSI bắt đầu phục hồi. Và cái điểm mẫu chốt quan trọng ở đây là gì? À, khi mà chỉ số phá sinh của chúng ta vượt lại được đến cái vùng 1255, vùng 260 các anh chị Có thể là gì? Đà hưng phấn, nó sẽ tiếp một cây nến nữa à, Và sau tiếp tiếp một cái cây nến nữa rồi thì nó sẽ phải có một cái nhịp à Nó phải có một nhịp rung rũ, nó phải test lại và ít nhất các cái nhịp test đó thì chúng ta lại à, gì ạ? vùng 1255 đến vùng 1260 nó sẽ trở thành trở thành cái điểm hỗ trợ quan trọng ở trong cái nhịp test đó. Với mục tiêu với mục tiêu là gì chúng ta sẽ hướng đến đúng không ạ các anh chị sau khi mà nó test thành công nhịp này á, lần thứ hai tại đây thì như vậy là gì chỉ số phá sinh của chúng ta lại lần lượt chứ chúng ta lại tiếp tục xây lên vùng một hai chín mươi bứt được vùng hai chín mươi thì như vậy là lần lượt ở đây các anh chị và chúng ta vẫn phải lưu ý ở đây chúng ta có một cái cản chéo đây và trong cái trường hợp nhịp này nếu phục hồi mắc thì nó cũng sẽ phục hồi về được khoảng quanh vùng một ba năm đó rồi 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 khi mà nó chạm về đến cái vùng cảng cái thuật này thì như vậy là các anh chị chúng ta sẽ khả năng cao rung lắc chỉnh cung test nền như vậy thì các cái vị thế mua đẹp nhất sẽ ở trong tuần tới và khi mà chỉ số phá sinh của chúng ta có xu hướng quay trở lại test cung ở đây nó ở khoảng quanh vùng 1255 đến khoảng quanh 1260 Ok rồi và nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ đi à, phân tích các danh mục cổ phiếu khá là cơ bản các chị nhé đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến nhóm cổ phiếu ngành trụ MVRV trong tuần, dự báo ở điểm test tích lũy 61.5 đến vùng 62. Trong tuần thì có những cái điểm test lại ở đây gọi là trong phiên giao dịch ngày 24, chân tháng 24. Ở quanh vùng 60 và về cơ bản thì MVRV đã hoàn thành cái target mục tiêu rất là đẹp ở vùng 64.5 đến khoảng quanh vùng 65. Hai cây nến giờ của phiên ngày hôm nay à, kết thúc phiên là hai cây nến giờ khá là đẹp với lực cầu đột biến và với cách thức như vậy thì chúng có thể là gì? Cái đà hưng phấn sẽ tiếp tục hướng về khoảng vùng 65 66 đến khoảng vùng 66.5. Sau đó thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Kỳ vọng là cờ à, sẽ tiếp tục quay trở lại chỉnh cung à test lại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 64, 64.5. À test tích lũy thành công ở trong nhịp này thì như vậy là Mrugger sẽ hướng đến À, cái việc là sẽ break cái vùng 67 và cái cản tiếp theo của MWG khả năng sẽ hướng đến vùng 68 MSN cũng là một mã cổ phiếu trụ mà được phân tích khuyến nghị đầu tư Với MSN thì chúng ta đánh ở trong một cái xu hướng nó dài hơi à Nó dài hơi các anh chị nhé thì trong tuần chúng ta cũng có dự kiến các cái điểm test kỹ thuật của nó ở khoảng quanh vùng 71 đến bằng vùng 71.5 có thời điểm thì nó test sâu hơn nhưng về cơ bản là gì à, về cơ bản là vùng 71 71.5 chính là cái mút đến nó tạo ra trong phiên giao dịch ngày 1 và ngày 2 tháng 8 ở đây thế thì sau cái điểm test tích lũy như vậy thì như vậy là tuần này thì Mansan cũng sẽ tiếp tục tiếp tục hoàn thành được cái target mục tiêu đó là quanh vùng 75 và sau những cây nến giờ đẩy khá là dài như thế này đúng không ạ thì như vậy là gì ờ, Mansan man san cũng đã có trong phiên giao dịch ngày 8 thì man san cũng đã test xong đã test lại cái vùng 73.7 đến khoảng quanh vùng 74 đó và có thể ở trong tuần tới nếu như mà cổ phiếu man san có rung lắc thì nó cũng sẽ rung lắc ở khoảng quanh vùng 74.5 à, rồi sau khi test thành công ở vùng này thì mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu San sẽ hướng về ở vùng 78 Vinamilk cũng là một mã cổ phiếu trụ được lọc ra khuyến nghị phân tích đầu tư và xu hướng của Vinamilk khá là tích cực các anh chị nhá. Tuần trước nó test lại một cái điểm 70. Sau đó nó bật lên và tuần này nó lại tiếp tục uh, test thành công ở điểm 70 và tiếp tục hoàn thành được cái target ở vùng 74, khá là đẹp. Đúng không anh chị? Đây. Mặc dù có thời điểm là nó test về vùng 68.5 nhưng sau đó thì nó vẫn lấy lại được cái trên cái vùng 70 cộng đúng không ạ? À, và chúng ta nhìn thấy cái xu hướng khá là tích cực thì với đà hiện tại như thế này à, tuần này thì sau khi chạm vùng 74 thì à, Vinamilk cũng đã có các cái điểm test tích lũy và các anh chị đã nhìn thấy đấy đúng không ạ đây nó đã có những cái điểm test tích lũy về khoảng quanh vùng 72 72.5 như vậy trong tuần tới nếu có thì nó cũng sẽ ở khoảng quanh vùng 72.5 các anh chị à, có thể là nó sẽ có những cái điểm diện, những cái điểm test nhẹ là khoảng quanh, quanh 72.5 đây test lũy thành công thành công ở trong nhịp này thì mục tiêu của Vinamilk ở trong nhịp này sẽ hướng đến vùng 78 các anh chị nhá, Vinamilk hướng vùng 78. Trụ BVH, BVH thì trong nhịp trước là nó công cái vùng 47 47.5 không thành cho nên là dẫn đến là đây anh chị này trong cái nhịp mà ở phiên giao dịch ngày 18 19 tháng 7 á, thì như vậy BVH công công cản công thành thì nó sẽ lùi lại nó test tích lũy và về cơ bản thì từ phiên giao dịch của ngày 24 tháng 7 cho đến thời điểm tại thì BVH đang xây ở cái điểm 42 đến khoảng 42.3 khá là tích cực À, đúng ạ và trong tuần thì như là BVH có một cái điểm nhún về vùng 41.5 nhưng về cơ bản là nó tích ở vùng 42 đến vùng 42.3 cây nến giờ kết thúc phiên cũng là một cây nến giờ khá là đẹp với lực phục hồi khá là tốt và với cái sự kỳ vọng như hiện tại thì như vậy là BVH sẽ hướng về cái điểm cản kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 45 đến khoảng vùng 45.5 Trụ Di cũng là một cái mã cổ phiếu trụ mồng có phân tích khuyến nghị đầu tư và G thì cũng đã đạt được những cái mắc target ở trong quá trình mà chúng ta phân tích các anh chị có thể xem lại các cái video thì cây nến kết tuần của G là nó có một cây nến giờ kéo khá là mạnh cho nên là gì chúng ta sẽ dự báo là xu hướng sẽ quay trở về test và trên bản tin tuần thì chúng ta dự báo test về vùng 68 nhưng trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó test về đến tận vùng 65 đến khoảng vùng 66 thì đây vùng 65 đây này cái chị, à vùng 66 đây này đây cũng vùng 66 24 test vùng 66 phiên ngày 2 tháng 8 test vùng 66 và về cơ bản là vùng 65,66 vẫn đang là vùng hỗ trợ khá là tích cực của cổ phiếu Z thì <laughs> ở đây nó đang tích lũy thêm ở vùng 66.5 đến vùng 67 khả năng tuần tới thì nó sẽ lanh quanh ở đây thôi à, nó có yếu hơn thì nó nó sẽ test lại quanh vùng 66 một tí nữa và mục tiêu khả năng trong nhịp này thì vẫn kỳ vọng Z sẽ hướng về khoảng quanh vùng 70 à, bởi vì thị trường của chúng ta cũng đã bắt đầu có các cái điểm phục hồi rồi cho nên là À, cái xu hướng của phiếu trụ nó phục hồi nó là một cái yếu tố tất yếu của thị trường thôi nhóm này thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo bất động sản khu công nghiệp cổ phiếu KBC trong tuần chúng ta dự kiến vùng 25.7 và nó bị thủng vùng này thì như vậy là à, nó test lại ở vùng 24 24.3 và đây nó test điểm 1 và đây nó test điểm 2 với cách phục hồi hiện tại khá là tích cực khi mà à, dòng tiền bắt đầu được kích hoạt quay trở lại tuần tới ở vùng 24.7 đến khoảng vùng 25 đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và À, với việc nó tích lũy thành công vùng này Thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn à, Cổ phiếu KBC sẽ hướng về khoảng quanh vùng 26.5 Trong trường hợp vượt thoát được vùng 26.5 Thì chúng ta sẽ hướng đến cái cảng kỹ thuật tiếp theo Đó là vùng 27.8 đến khoảng quanh vùng 28 SSC Ở trong tuần thì Do cái điểm kéo khá là mạnh đây thì như vậy đồng cũng có dự báo là gì, ít nhất là nó sẽ test lại về vùng 35.5. Nhưng trên thực tế là nó test lại cái chân sóng ở phiên 2 tháng 8 và ở đây vùng 34 đến vùng 34.5 hiện tại nó đang test tích lũy khá là đẹp. Tuần tới ở vùng 35 đến khoảng vùng 35.5 nếu có thì nó sẽ test ở đây. Mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn tiếp tục vùng 37.5, điểm xa hơn sẽ là vùng 38.5. IDC ở trong tuần phục hồi tích cực à, sau các điểm test hỗ trợ. Đây, à, ví dụ sau điểm kéo đây thì chúng ta có dự báo ở vùng 57.3 đến vùng 57.5. Trên thực tế thì nó test lại ở điểm 2 tháng 8 này và điểm 24 tháng 7 này ở vùng 56.5 và cái sự phục hồi của IDC khá là tích cực. À, hiện tại thì nó đang hướng tới cái vùng giá mục tiêu ở 60 và trước khi mà nó lên 60 thì nó cũng đã có diện, có cái điểm xây ở khoảng quanh vùng 58 đến khoảng vùng 59 ở đây thì với động thái hiện tại như thế này thì như vậy là tuần tới IDC sẽ tiếp tục hướng đến cái cảng kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 61 cổ phiếu VGC dự <laughs> kiến test tích lũy ở vùng 42.6 đến 43 thủng vùng này thì như vậy là VGC ở trong tuần tiếp tục xây ở đây đó là vùng 38 39 à. 39 ở vùng 39 đến vùng 40 và ngắn hạn thì VGC có cái điểm một đợt kỹ thuật khá là quan trọng ở đây đó là vùng 38 thì trong tuần vừa qua không về đến đây thì hiện tại các chị nhìn thấy này ờ uh, lên rồi xỏ xuống long lên xỏ xuống cho nên tuần tới khả năng vẫn ở khoảng quanh vùng 40 test tích lũy thành công thì trong thời điểm ngắn hạn các chị lưu ý ở đây chúng ta có vùng cản 44 đến khoảng vùng 44.5 Tiếp ở trong tuần thì dự kiến điểm chỉnh 23.5 và trong tuần thì về cơ bản là tiếp xây lại, xây lại ở khoảng quanh biên 20, 22.8, 22.8 đến khoảng quanh 23 nó sideways ở trong biên này. Mặc dù có thời điểm là có, có tụt xuống ở điểm 22.3 nhưng về cơ bản thì cái điểm điểm 22.8 đến khoảng vùng 23 đây chính là cái biên tích lũy và dự kiến thì với cách thức vận hành như thế này và thị xu hướng thị trường trong thời điểm ngắn hạn nó là khá tích cực rồi thì mục tiêu vẫn như vậy thôi. À, đầu tiên thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng 24.5, vượt được vùng 24.5 thì ngắn hạn tiếp có vùng cản 26. Ở trong uh, nhóm ngành uh, bất động sản khu nghiệp thì các anh chị lưu ý thêm cái mã cổ phiếu BCM. Thì mã cổ phiếu này là chúng ta phải chơi ở trên chạc tuần các anh chị chứ không chơi trên chạc giờ được. Đấy. Uh, thanh khoản khá là tốt này, bắt đầu từ uh, đầu năm 2024 thì thanh khoản đổ vào cổ phiếu khá là tốt đây là một nhịp rung rũ này để rũ sạch cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám này sau đó thì nó bật qua và như có đó để có đề cập đến ở đây đó là cái vùng 63 đến khoảng vùng 64 các anh chị nhìn thấy là có đến 1 2 3 4 5 cây đến tuần rồi 5 cây đến tuần các anh chị cứ chạm về đây nó bật lên chạm đây bật lên cho nên là cái vùng 64 đúng không ạ 63 à, vùng vùng 64 65 nhưng đã có phân tích ở đây đó là cái vùng mà các anh chị có thể đặt để chúng ta thu gom dần khá là tích cực và với cách vận hành như thế này thì khả năng khi thị trường chung mà nó ổn định nó phục hồi thì như vậy là em này sẽ hướng về lại cái vùng đỉnh cũ đó là khoảng quanh vùng 95 đến khoảng vùng 100 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì cái nhóm ngành thép của tuần trước nó chịu những cái thông tin tác động về thuế má áp phá giá rồi đấy uh, lùm xà lùm xùm như vậy chính vì việc đó nên là như vậy cổ phiếu thép cũng đã có một cái nhịp rơi khá là mạnh trong thời gian vừa qua và tuần này thì như vậy là nhịp thép tiếp tục thép tiếp tục rơi và tiếp tục uh, hình thành một cái điểm xây nền tuy nhiên đến tuần tới các anh chị lưu ý đến tuần tới thì như vậy là thép đã bắt đầu hình thành được một cái nền giá khá là chắc và đang ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh đang ở vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh thì chúng ta có thể thăm dò dần và chờ đợi những cái dòng tiền lớn họ quất vào nhóm anh này thì khi đó chúng ta có thể mở cái các các vị thế mặn zin HPG ở chúng ta dự kiến ở vùng 26.8 đến vùng 27 thủng ở đây thì như vậy nó lùi thôi nó không có con đường nào khác cả vùng 25.5 là hỗ trợ khá là mạnh đây rồi nó bật lên và các anh chị nhìn thấy vùng 25.8 đến 26 hiện tại thì hòa phát đang xây cho nên là có khả năng tuần tới thì nó cũng sẽ chưa thể bật ngay được đâu nó sẽ có thêm các cái điểm việc quay trở lại test và test tích lũy thành công ở đây thì như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị nhìn thấy này, bên này là vùng hỗ trợ, tức là vùng 27 đến vùng 27.2 là hỗ trợ thì nó bên này sẽ là vùng 27 27.2 vùng cả, tức là target mục tiêu nó hôm nay hiểu nó sẽ là như vậy. Hoa sen thì chúng ta dự kiến cái biên 21.8 đến vùng à 20.8 đến vùng 21 là biên tích lũy. Trong tuần thì nó test về vùng 20 nhưng mà sau đó thì về cơ bản là nó vẫn xây được ở vùng 20.5. 20.8 đến vùng 21 tuần tới thì hoa sen tiếp tục dự kiến sẽ test tích lũy ở vùng này, 20.5 đến khoảng vùng 21 test bị thành công, mục tiêu sẽ là 22 và điểm xa hơn sẽ là vùng 23. Nam Kim NKG <laughs> dự kiến ở vùng 21.3 đến vùng 21.5, trên thực tế thì trong tuần vừa qua test suýt soát đến vùng 20 và hiện tại thì như vậy là Nam Kim đang xây được cùng 20.7 đến khoảng vùng 21. Với lực cầu hiện tại bắt đầu có xu hướng là gì? À, dòng tiền bắt đầu có xu hướng bắt vào cổ phiếu Nam Kim, cho nên tuần tới thì các anh chị có thể thu gom thêm ở khoảng quanh vùng 21. Mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì đầu tiên nó phải bứt cái vùng cảng kỹ thuật ở đây đó, nó phải bứt vùng 22. Và sau khi vượt thoát được vùng 22 rồi thì khi đó chúng ta mới hướng đến cái target mục tiêu đó là vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 24. Cổ phiếu VGS là một mã cổ phiếu khá là nhạy ở trong nhóm thép và khi mà thị trường ổn định, khi nó chạy thì nó chạy rất nhanh và nó chỉ cần khoảng 2 ngày thôi là gần như chúng ta đã có một cái target khoảng tầm từ 13 đến 15 thì ở trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến ít nhất là nó test về vùng 33, còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 32 ở đây này, à, chính là cái điểm đây thì về thực tế là nó test lại cái điểm ở chân mút ở phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 đây một điểm test hai điểm test và ba điểm test gần như là ba điểm test và với ba điểm test này thì nó khá là chắc chắn rồi các anh chị khá là chắc chắn rồi thì tuần tới các anh chị có thể thu gom thêm ở khoảng quanh vùng 32 32.5 mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì sẽ hướng về vùng 36 điểm cản xa hơn sẽ là vùng 38 tức là chúng ta hướng lại về cái điểm cản gần nhất của nó ở đây đấy các anh chị vùng 38 Cổ phiếu TLH thì chưa có nhiều động lực Nhìn chung thì vẫn ấy thôi Vẫn phải tích lũy thêm à, Vẫn phải tích lũy thêm ở vùng 5.7 Đến khoảng vùng 5.8 Rồi mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn Thì chúng ta sẽ có vùng cản kỹ thuật ở vùng 6.8 Đến khoảng quanh vùng 7 Nhóm ngành mình chúng ta sẽ phân tích tiếp theo Đó là nhóm ngành bất động sản dân cư Cổ phiếu sale ở trong tuần 14.3, 14.5 à, Tuy nhiên thủng vùng này thì chúng ta phải hướng tiếp cái điểm hỗ trợ kỹ tiếp theo ở vùng 13.2 đến khoảng 13.5 cái cây nến này là không đúng đâu các anh chị nhé Nói chung là có 13.2 đến vùng 3.5 thôi và chạm lại ở đây thì các anh chị nhìn thấy đây là vùng cản ở đây ở à, đây là vùng hỗ trợ thì chạm về đây nó là vùng cản nên nó là đường hừng quay trở lại cho nên tuần tới sẽ ở khoảng vùng 13.5 dự kiến 13.5 13.7 test lý thành công thì mục tiêu trước mắt sẽ là phải công cản 15 và điểm xa hơn sẽ là vùng 16 cổ phiếu Hà Đô HDG <laughs> à, tuần trước là chúng ta dự kiến về vùng 26.7 bật nhưng mà trên thực tế thì Hà Đô có test lại sâu hơn ở à, mức dự kiến về vùng 25 ở đây thì nó bắt đầu hình thành được mấy kênh xu hướng này khá là đẹp dự là ổn thôi không có vấn đề gì cả tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 26 mục tiêu đầu tiên sẽ là phải thoát được cái vùng 27 điểm xa hơn sẽ là vùng 29 cổ phiếu HDC <laughs> dự kiến ở vùng 27 nhưng nó thủng vùng 27 thì nó phải test khá sâu về đến vùng 25 bật lên và ở đây nó đang có những điểm xây lại cho nên tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 26.3 đến khoảng vùng 26.5 kỳ vọng sẽ test tích lũy thành công vùng này mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy thôi nó lại tiếp tục hướng lại à, cái target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 29 cổ phiếu Nam Long NLG đây điểm 1 test ở 38.5, điểm 2 ở vùng 38 38.3. Trên thực tế thì nó test sát ở vùng 37 nhưng mà nó rút chân ngay. À, chạm lại vùng 39.2 thì chưa có động lực và đây lại có hai test lại à, lại tiếp tục test lại ở vùng 38 38.3 và hai cái nến giờ phục hồi ở trong phiên chiều khá là quan trọng. Như vậy với là hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo Nam Long sẽ hướng lại vùng cả kỹ thuật 41 đến khoảng quanh vùng 41.5 cổ phiếu KDH ở trong tuần vừa qua thì nó cũng có những cái điểm chỉnh cung và test tích lũy đó điểm test 134.5 điểm test 234 à, cây nến này có ép xuống vùng 33.5 nhưng mà sau đó thì về cơ bản là gì nó vẫn phục hồi lại được ở trên vùng 34 cộng như vậy tuần này đã hướng lại được vùng 35.5 rồi và khi mà chạm đến đây thì nó cũng đã có những cái điểm test cho nên là vùng 35.3, 35.5 dự kiến sẽ là biên mà gì à, cổ phiếu này có thể à, quay trở lại à, test tích lũy thêm một đến hai cây đến giờ và kỳ vọng test tích đi thành công thì mục tiêu của KDH ở trong thời điểm ngắn hạn thì sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 37. Đạt Phương hiện tại cũng khá là đẹp rồi. À, các cái điểm tích lũy của Đạt Phương ở khoảng quanh vùng 45 46. Rồi các anh chị nhá, nó bật lên. Rồi bây giờ nó đang xây ở khoảng vùng 47.3 đến khoảng vùng 48. Tuần tới thì khả năng nó cũng sẽ có thêm một hai cái điểm test ở quanh những vùng này nữa các anh chị nhá. Đó, dự kiến sẽ là như vậy. Ờ uh, test đi thành công uh, test đi thành công tại đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng cái tác kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 52 đến khoảng vùng 53 đối với đạt phương thì nó chạy rất là nhanh và nó chỉ cần thị trường phục hồi thôi và chỉ cần dòng tiền đánh vào nhóm bất động sản dân cư thì uh, có thể nó sẽ tím nó sẽ tím ngay đấy các anh chị đạt phương là nó nó như vậy nó rất là nhạy uh, cổ phiếu dg trong tuần dự báo ở vùng 23 thủng vùng 23 thì nó ép ép xuống vùng 22 nhưng mà kết tuần thì nó lại lấy lại được vùng 23 cộng ở đây thì nó đang có một cái kênh à, xu hướng nho nhỏ đây anh chị nhỉ à, và nó cũng chưa chạy ngay được đâu khả năng thì sẽ phải test lại vùng 2.7 quanh vùng 23 test thành 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 công thì cái mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn đó là vùng 23.5 đến vùng 23.7 bứt được qua vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến vùng 25 à, đất xanh ở trong tuần uh, test sâu và có đà phục hồi thì với cách phục hồi của đất xanh như thế này cũng khá là tích cực rồi. Ở à, trong tuần thì chúng ta dự kiến là đất xanh sẽ thêm một lần nữa nó sẽ test lại ở điểm 12.75 uh, 12 đúng không? hoặc sâu hơn thì như vậy là gì? À, tuần trước chúng ta đã có cái mút ở khoảng quanh vùng 12.5 trên thực tế thì nó test đến sát vùng 12 12 và ở đây là có vùng 11.8 đến khoảng vùng 12.2 chúng ta đã có phân tích ở trên chạc ngày á. Thì đây là cái vùng hỗ trợ khá là tích cực này và khi về đến đây thì hiện tại đang có lực bắt long qua trở lại. Tuần tới uh, kỳ vọng ở vùng 12.75 đến vùng 13. Đất xanh có thể quay lại một hai cây đến giờ ở đây. Test đi thành công thì target mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn hướng về vùng 14 đến khoảng vùng 14.5. Novaland thì chưa vẫn còn rất nhiều các cái câu chuyện còn phải trao đổi và trong thời điểm ngắn hạn thì khả năng nó sẽ tiếp tục sideways. Uh, test thêm tích lũy và chờ đợi dòng tiền ở vùng 11 đến khoảng vùng 11.3 mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn nếu thuận thì sẽ kéo về khoảng quanh vùng 12.3 đến khoảng vùng 12.5 PDR trong tuần thì nhìn chung cũng là sideways tích lũy đi ngang thôi, ở quanh vùng 17.5 đến vùng 17.8. Có thời điểm thì test dưới vùng 17 nhưng kết tuần thì nó lại lấy lại được vùng 17.7. Thì với cái cách vận hành như thế này ở đây thì chúng ta cũng sẽ dự báo điều gì? Có thể là tuần tới sẽ có một hai nhịp test nữa thì quanh vùng 17 17.5 17.7 nói chung ở đây 17.7 17.5 17.8 đó thì vùng này mà test bị thành công khả năng là test thành công thôi bởi vì ở đây thì bắt đầu cũng có những cái lực cầu rồi đó và có những lực cầu này rồi thì như vậy là cái target mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn có thể hướng lại vùng 20 đến khoảng quanh vùng 20.5 VCI và chúng ta sẽ đi bắt đầu đi phân tích đến nhóm ngành chứng khoán thì trước khi mà các anh chị xem lại bản tin phân tích nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần này thì chúng ta nên xem lại bản tin phân tích về nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần cũ. Cộng thêm một cái bản tin vai trò dẫn dắt của nhóm ngành chứng khoán trong nhịp hồi tế cộng được phát đi khoảng tầm 10 giờ phiên giao dịch của ngày 7 ngày 7 tháng 8 các anh chị nhé và kết tuần là ngày 9 tháng 8 tức là bản tin đó được phát đi cách đây hai ngày thì các anh chị có thể theo dõi lại một chút xíu để chúng ta nắm được những cái nội dung cơ bản liên quan đến nhóm ngành chứng khoán và uh, chúng ta có bốn cái tứ trụ triều đình đó là nhóm cổ phiếu trụ đương nhiên đúng không ạ sau đó thì chúng ta có nhóm cổ phiếu chứng khoán chúng ta có cổ phiếu ngành banh và chúng ta có cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản dân cư và đây là bốn cái trụ lực quan trọng của thị trường và khi nào khi nào chúng ta có một trong bốn cái nhóm đó dẫn sóng thì thông thường là thị trường của chúng ta sẽ đi khá là chắc và uh, góc độ đi nó tích cực thế còn lại trong trường hợp mà không có sóng ngành à, không có bốn cái ông đó một trong bốn cái ông đó gánh thì như vậy là thị trường của ta nó sẽ đi hơi 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 kiểu gọi là phiên xanh phiên đỏ kiểu kiểu như thế nhưng khi mà nó đã có được cái sự gồng gánh của những cái sóng ngành trụ lực trụ lực của thị trường thì như vậy là à, cái 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 đường đi của thị trường của chúng ta nó sẽ sắc nét hơn cái gì VCI ở trong tuần thì chúng ta có dự kiến điểm test lại vùng 42 trên thực tế thì nó test ở vùng 40.4 đến khoảng quanh vùng 41 tức là test lại ở phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 và sau các cái điểm test đó thì như vậy là cổ phiếu VCI đã phục hồi và trong tuần này thì chưa đạt được đến target 46 nhưng với cách đi của VCI như thế này khá là tích cực hai cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay với lực cầu khá là mạnh và đã giúp cho cổ phiếu VCI vượt thoát được qua vùng 44 cộng thì với cách thức hiện tại có thể là gì đà hưng phấn của cổ phiếu VCI nó sẽ tiếp tục kéo à, các anh chị nhá, nó sẽ tiếp tục kéo về khoảng quanh vùng 46 đến khoảng 46 5 năm và sau đó chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu VCI sẽ quay trở về test cung các điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 4.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 44 44.2 test thành công thì trong thời điểm ngắn hạn chúng ta dự kiến là target kỹ thuật của cổ phiếu VCI sẽ hướng về khoảng quanh vùng 48 cổ phiếu SSI ở trong thời gian vừa qua thì SSI đã rơi khá là sâu khá là dài và trong cái quá trình rơi đó thì như vậy là ông có để ý và chúng ta có phân tích đến một cái điểm gọi là hỗ trợ khá là mạnh của cổ phiếu VCI. À, cổ phiếu SSI đó là vùng 28 đến khoảng vùng 28.3. Nhưng trên thực tế là trong tuần vừa qua thì cổ phiếu v, SSI à, đã chính thức đã chính thức gọi là test thành công và test tích lũy ở vùng 30.5 đến vùng 31 ở đây tức là phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 nó test nó hồi lên và sau đó đến phiên giao dịch ngày 5 ngày 6 nó tiếp tục test và nó bật lên sau đó chúng ta tiếp tục có một cái điểm test 3 ở vùng giá 30 và cây đến giờ ở trong phiên chiều là cây đến giờ khá là tích cực đúng không ạ bật lên được bật lên được ở trên cái vùng mà gì nó xây cả tuần ngày hôm nay thế thì tuần tới ở vùng 30.7 đến vùng 31 các anh chị nhá kỳ vọng test lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn đó là vượt vùng 32 À, trước mắt phải vượt vùng 32 đã Rồi sau khi mà vượt được cái vùng 32 ở đây Thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến vùng 33.5 HCM à, Dự kiến ở vùng 24 Test lại vùng 24 Nhưng trên thực tế là các anh chị nhìn thấy đây này HCM có những cái điểm test sâu hơn Và thậm chí là có những cái thời điểm HCM test thủng vùng 23.5 Và trên thực tế thì HCM có một cái điểm hỗ trợ à, Trên trả cái thuật ngày Ở vùng 22.8 đến vùng 23 đó chính là lý do vì sao mùng bảo các anh chị là chúng ta nên xem lại cái bản tin mùng có phân tích ở phiên giao dịch ngày 7 này này à, anh chị nhé chúng ta xem lại cái bản tin mà chúng ta phân tích ở khoảng 10 giờ tức là sau cái cây nến giờ đầu tiên của phiên 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 sáng á thì bằng mùng bắt đầu làm cái bản tin đó để chúng ta nắm được các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật và nó sẽ test như thế nào và xét về kỹ thuật thì trong tuần vừa qua thì vùng 24 24.3 vẫn là cái điểm hỗ trợ tích cực khi mà bật lên và test lại đây và các anh chị nhìn thấy kết tuần như vậy là HCM cũng đóng cửa cao nhất tuần với lực cầu à, tích cực ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì với cách thức vận hành của HCM như này thì, chỉ dự báo tuần tới à, khả năng cổ phiếu sẽ tiếp tục có các diện có các điểm kéo gáp ở đây các anh chị này. À, nó sẽ có cái điểm kéo gáp ở đây tức là cái 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 thời điểm ngắn hạn ở đây đó là vùng cảng kỹ thuật của nó sẽ là vùng 26 thì tùy một là test luôn rồi kéo lên vùng 26 hai là kéo luôn rồi test à, hai cách đó thì chúng ta sẽ căn cứ tín hiệu thực thực tiễn và đây là một cái nến test này thì có thể là có nó sẽ có thêm một hai cây nến test nữa ở vùng 248 đến vùng 25 test đi thành công thì trong nhịp này cái target kỹ thuật của HCM chúng ta dự kiến sẽ hướng về khoảng quanh vùng 27 đến khoảng vùng 27.3 VND ở trong tuần cũng khá là tích cực à, sau những cái điểm mà xoạc đúng không ạ thì như vậy là VND cũng đã quay trở lại phục hồi thì với với VND á, như vậy là chúng ta thấy rằng là cuối cùng thì VND vẫn phải về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh đó là vùng 14.3 cộng trừ đây này đó vùng 14.3 cộng trừ và test điểm 1 đây nó bật lên rồi bắt đầu nó xây thì với cách thức của VND như thế này thì chúng ta có vùng 14.8 đến vùng 15 kỳ vọng test thành công target ở trong thời điểm ngắn hạn vẫn là vùng 16 à, bật được qua vùng 16 thì khi đó chúng ta sẽ đi xây thêm đúng không ạ FTS là một mã cổ phiếu cực nhạy các anh chị cực nhạy khi mà nhóm ngành chứng khoán chạy thì gần như nó sẽ là xanh tím à rồi và từ vùng 34 bật lên và như vậy trong tuần vừa qua FTS cũng đã test thành công ở vùng 35.6 đến khoảng vùng 37 ở đây trong phiên giao dịch ngày năm tiếp tục được nâng lên target ở vùng 40 và chính thức hoàn thành 40 trên 40 thì khi mà chạm đến vùng 40 thì như vậy là FTS lại có một cái điểm test lại ở vùng 38 rồi phiên ngày hôm nay nó lại tím anh chị nó lại tím nó lại tím anh chị lại tím thường là như vậy thì với cái cách thức vận hành như này thì tuần tới khả năng sẽ hướng về vùng 41.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 44 cổ phiếu SHS SHS tích lũy tuần vừa qua, tích lũy khá là tốt. thì chúng ta dự kiến này, cái điểm một đó là vùng 14.8 và trên thực tế thì như đây, phải về đến tận vùng 14 nữa các anh chị, về đến vùng 14 bật lên được, rồi bật lên được thì như vậy là kết tuần thì nó lại vùng 14.8 đến vùng 15, tức là nó lại lấy lại cái vùng này. Cho nên tuần tới lại vùng 14 8 15, khả năng sẽ một hai cái nhịp lo lo sọt sọt quanh đây và target 1 16, target 2 ở vùng 15.8 đến khoảng quanh vùng 17. Cổ phiếu AGR, AGR cũng về đến cái vùng hỗ trợ khá là sâu rồi và đây À, tuần trước ở vùng 16 đúng không ạ Tuần này chúng ta có dự kiến test ở vùng 16.5 à, Có thời điểm thì 16.3, 16.2 Rồi lại vùng 16.5 đấy Rồi và kết tuần ở vùng 7.35 Khá là tích cực với một cây nến giờ À, lực cầu tốt Tuần tới Khả năng sẽ có thêm 1 đến 2, 3 cây nến test Thì ở đây nữa này 1 đến 2 cây nữa thôi Sau thì nó test về vùng 17 17, 16, 8 đến 16, 9 đến 17 16, 8, 17 các anh chị này. Mục tiêu thì sẽ ở vùng 18.5 Và AGR khi chạy Cũng chạy rất nhanh Các anh chị lưu ý chạy rất nhanh Ở cổ phiếu VX sau chia, v x sau chia, sau chia thì chúng ta có phân tích ở đây là, chờ một tí nào, đây, 10.5 là hỗ trợ này, nó test ở trong phiên 30, bật lên rồi test lại ở vùng 10.8, bật lên test lại ở vùng 10.8, rồi lưng hực đi ngang, như vậy là có thể tuần tới ở vùng 11, 11.1 đến vùng 11.3 sẽ là biên hỗ trợ của VX test thành công thì target trong thời điểm ngắn hạn sẽ hướng đến vùng 12.5 VDS cũng rất nhạy, à, em này cũng rất hay và bản thân thì Hùng theo dõi cái đường đi của VDS khá là thích à, Rồi trong tuần vừa qua thì đây chúng ta dự kiến là nó sẽ test lại vùng 19 đến vùng 19.5 đây thực tế là nó test dưới 19 một tí nhưng mà về cơ bản là nó lừng khừng nó đi được đây và kết tuần ở vùng 20.2. Như vậy tuần tới nó sẽ khoảng, ở khoảng quanh vùng 20 cộng trừ 0.2. Nó test tích lũy thành công, mục tiêu 21.5, điểm xa hơn sẽ là vùng 22.5. cổ phiếu ORS đây ORS có vùng 12 12 đến vùng 12.2 hiện tại đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là mạnh của nó ở trên trạng kỹ thuật ngày các anh chị có thể soi lại và xem lại cái bản tin mùng đã có phân tích ấy. À, phân tích ở phiên giao dịch ngày 7 ý, để chúng ta nắm được thì ở trong tuần chúng ta dự kiến điểm 12.6 Uh, nhưng trên thực tế thì như vậy là nó phải test về đến tận vùng 12, 12.1 ở đây Nó bật lên điểm 1 rồi test lại Đây các anh chị, ờ uh, phiên ngày 2 nó cũng test Rồi nó uh, nhồi lên rồi nó lại test lại Rồi nó nhồi lên nó test lại Và với việc mà nó test 3 lần 3, 3 lần ở vùng 11, ở uh, vùng 12 đến vùng 12.2 Với lực cầu khá là tốt rồi thì Như vậy là hai cây nến giờ kết thúc phiên phiên ngày hôm nay cũng là hai cây nến giờ tích cực và sau một cây nến đẩy mạnh như vậy thì khả năng nó cũng sẽ có các điểm test kỹ thuật khỏe thì nó test lại vùng 12.5 còn yếu yếu hơn thì nó sẽ có thể test lại vùng 12.3 đấy anh chị này 12.3 12.4 nói chung là khoảng quanh vùng 12.3 đến khoảng 12.5 sẽ là cái vùng giá mục tiêu của OS ở trong tuần tới à, test tích lũy thành công lực cầu tiếp tục quay trở lại thì như vậy là OS sẽ tiếp tục hướng đến hướng đến ở đây đó là vùng 3.4 đến khoảng vùng 3.5 CTS cũng rất nhạy rất nhạy khi mà thị trường chúng ta phục hồi đúng không ạ và đối với CTS ở trong tuần vừa qua sau nhịp long thứ nhất thì chúng ta có tính toán đến cái khả năng là sẽ lùi lại vùng 33 đến vùng 34 thì các anh chị nhìn thấy là nó liên tục test ở vùng 34 uh, target mục tiêu ở vùng 38 thì lên được đến đây là vùng 37 đấy nhá vùng 37 chính thức là đạt vùng 37 rồi lực cầu khá là tốt cho nên tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 35.5 đến khoảng quanh vùng 36 dự dự ở khoảng quanh những vùng này À test thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là gì, nó sẽ phải hướng đến cái vùng cản kỹ tuần tiếp theo ở khoảng quanh vùng 40. Vượt vùng 40 thì khi đó chúng ta mới đi xây tiếp các anh chị. Cổ phiếu MBS ở trong tuần <laughs> chúng ta dự kiến ở vùng 28.5 vùng 29, à, có thời điểm mà test lại, có thời điểm mà nó test lại cái gì à test lại cái mút uh, test lại cái mút nến ở tuần trước cái này. Đấy, nó test lại mút nến ở tuần trước đó. Rồi. Và phục hồi đi lên và về cơ bản thì trong phiên giao dịch 6 7 8 9 thì nó lừng khừng nó nó sai quay đi ngang thôi. Thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ở vùng 28.5 vùng 29 test như thành công của vùng này. Thì như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị lưu ý này, chúng ta sẽ quan sát và trong trường hợp nếu xuất hiện một cây đến giờ bật lên được ở trên vùng 30 cộng thì như vậy là các cái kỹ thuật tiếp theo ở chúng ta sẽ tiếp tục hướng về cái vùng mà chúng ta đang dự kiến giang dở ở đây, đó là khoảng quanh vùng 32.8 32.8 đến khoảng quanh vùng 33 đó là các kỹ thuật của à, cổ phiếu MBS. Rồi à, thì về cơ bản là các nhóm ngành thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây các anh chị nhé à, chúng ta sẽ không à, phân tích thêm nữa. Còn à, tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm, à, nhà đầu tư quan tâm thì chúng ta có thể inbox ở trên à, chúng ta có thể à, inbox ở trên 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 diễn đàn ở dưới bản tin tuần thì nó có các cái khuôn chat đó các anh chị thì các anh chị có thể chat lên đó và ông sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị. Vậy thì chung quy lại chốt lại chúng ta có những cái vấn đề như sau: thứ nhất về vấn đề Trung Đông thì như vậy là khó để khả năng à, có một cuộc leo thang thực diện ở Trung Đông à, vì rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật các anh chị nhé, chứ không đơn giản đâu và đặc biệt là à, Iran nó rất là yếu, nó không có tiềm lực và không đủ không đủ năng lực không đủ tiềm lực để như vậy là À, khơi màu hoặc là không đủ tiềm lực để mà, mà 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 mà, cần cần câm nảy mực ở chúng đâu đâu không không có đâu anh chị nhá đó cái ý thứ hai là về về, về 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 về, dòng tiền đúng không về dòng tiền thì như vậy là gì à, nhóm micap và nhóm la cap đã về đến những cái vùng hỗ trợ rất tích cực các anh chị rất tích cực và chỉ cần uh, phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới thôi à, uh, thị trường chúng ta có những phiên bùng nổ theo đà thanh khoản bắt đầu tăng trở lại thì đó sẽ là những cái thời điểm mà À, chúng ta sẽ à, tiếp tục à, kỳ vọng dự báo về cái khả năng à, quay trở về phục hồi, quay trở lại phục hồi của chỉ số VN Index. Và sau khi mà chỉ số VN Index chúng ta phục hồi lên được ở trên cái vùng 1235 đến vùng 1240 thì đó sẽ là những cái thời điểm tiếp theo, những cái thời khắc tiếp theo à, chúng ta sẽ đi phân tích à, hướng đến những cái target kỹ thuật cao hơn của thị trường thì về cơ bản như vậy thôi và kết thúc một ngày giao dịch chúng ta sẽ có một bản tin phụ trợ để gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư à, chúng ta tham khảo chúng ta cập nhật thêm à, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo